Ở nơi đây, thế giới xa bà, chúng ta có chứng ngại. Tứ Chứ bậc khác nhau sẽ chẳng thấy được cảnh giới của các cõi tịnh độ khác. Tây phương cực lạc thế giới là thế giới bình đẳng, không có chứng ngại. Điều này giống như gì? Chúng ta học tập trong nhà trường, tiểu học và trung học chẳng ở chung trong một trường học trò tiểu học chẳng thể đến trường trung học mà học trò trung học cũng chẳng thể đến trường học trong trường tiểu học trong tiểu học còn có các lớp khác nhau những trò cùng một lớp sẽ học chung với nhau nếu khác lớp tuy là bạn đồng học chẳng thường gặp mặt Chẳng cùng lên lớp với nhau Thế giới cực lạc rất đặc biệt Tiểu học, trung học, đại học Cùng nghe giảng trong một phòng học Cho nên gặp mặt mỗi ngày Thật sự là đồng học Học trò lớp 1, lớp 2 tiểu học Cùng học với các đàn anh sinh viên đại học năm thứ nhất Năm thứ hai thuộc về hệ nghiên cứu sinh Gọi nhau là huynh đệ hay đồng học Gặp mặt mỗi ngày đó là chỗ chẳng thể nghĩ bàn của thế giới cực lạc Mười phương thế giới không có trạng huống và tình hình này Thù thắng lắm Do vậy, thế giới cực lạc là sanh giàu một Là sanh hết thảy Quý vị sanh giàu cõi phàm thánh đồng cư Gần như cũng đồng thời sanh giàu cõi phương tiện và cõi thật báo đây là lý do vì sao thích ca di đà khuyên chúng ta giảng sanh chư phật trong mười phương thế giới cũng khuyên chúng ta giảng sanh đạo lý ở chỗ này nếu trong một đời này chúng ta chẳng thể giảng sanh làm sao xứng với phật thích ca làm sao xứng với phật di đà làm sao xứng với mười phương chư phật